chơi hết mình ạ. Ở đây ai chơi hết mình ạ. Bánh kem rồi, và hy vọng rằng là tất cả quý vị khán giả tại đây chúng ta có thể là ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 4 cho MOI Crush Music ạ. Và xin mời tất cả các anh chị nghệ sĩ, chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình LED ạ. Nến đã lên rồi và chuẩn bị thổi nến quý vị nha. 3, 2, 1. Dạ vâng ạ, trước khi mà anh Lâm Thành Kim mình xuống sân khấu thì lộ trước con số rồi quý vị. Số 3 nè hôm nay rồi. Còn hai cái số này mình đoán nè, bây giờ Tiên cùng với các nghệ sĩ và tất cả quý vị ở đây chơi luôn nha. Rồi bây giờ Tiên đoán trước đi. Nhưng mà nếu mà em đoán mà cái giá mà gần đúng nhất thì em có được thưởng quà được. Quà là thắng ơi. Trời ơi. Dạ. Mình được quà gì nhỉ? Dạ quà là một món quà của bộ sưu tập mới này luôn. Hình như là, và đặc biệt là trong, không nhớ là mọi người đoán chúng sẽ được chắc là cây son này luôn á. Chính xác. Và bên cạnh đó là hôm nay mà ai mà mua hàng đầu tiên sẽ được tặng những chiếc túi cực kỳ xinh đẹp. Bé ơi cho hai cái túi lên sân khấu ạ. Hôm nay hai người mẫu đẹp quá. Rồi. Dạ một đoạn nhạc thật là sôi động cho hai người mẫu của chúng ta. Vâng ạ, âm nhạc lên. Kính thưa tất cả quý vị, 100 vị khách hàng đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay khi sở hữu những dòng sản phẩm Love MOI by Thùy Tiên. Đẹp nha. 100 nhân vật này sẽ nhận được chiếc túi trong bộ sưu tập này luôn. Tính lệch đội hình nha. Chị em cầm micro cho tạo dáng cho đẹp. Đó được rồi. Bây giờ mọi người đang tò mò, cái túi thì đã xinh rồi đó, để được rất là nhiều son. Tiền. Phải có tiền mua son được đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ cái giá tiền, theo tiền thì giá là bao nhiêu? Cái giá hả? Em nghĩ là 300 300 nhiêu nè? 300 một lần và mãi mãi nè. 349 ngàn. Nếu chị và là em, chị sẽ đoán con số cao nhất của cái ba đó là 399. Bởi vì chị em mình tâm huyết quá mà. Đúng. Không, em tính đáng số cao cao nhất. Nhưng mà em muốn lấy quà. Em muốn lấy quà. Cho nên trời em đang giữa. Bé ơi, em hôm nay là một món quà rồi. Người ta muốn lấy quà là từ em nha. 349 từ Thùy Tiên. Bây giờ có một bạn nam đằng kia đó. Rồi, bây giờ như thế này, các bạn khán giả tại đây sẽ dự đoán nha. Minh Xù sẽ có 4 sự gợi ý nha. Trước tiên là Thùy Tiên là 349. Em, chị Hà chỉ định em ai rồi. Ai muốn nhận son giơ tay cao nhá, kể cả trên lầu luôn ạ. Em dự đoán bao nhiêu ạ? Em dự đoán là 399. 399, trời ơi bé này fan của em chị Hà. Mãi yêu nha. Ừ. Tiếp ạ, cho một bạn khán giả ở bên kia nữa đi ạ. Chị Hà chọn em. Ai muốn bao son về cho mẹ nào? Ai? Bên này. Bé áo vàng hả? Bé áo vàng, bé vô đây bé. Đứng ở đó rồi nói nè. Nhiều. Dạ, em đoán là 369 ạ. 369 nha. 69 thần tài nha quý vị. Ok. Chuẩn bị mùng 8 tháng 3 mà toàn mời bạn nam trả lời không à? Thôi bây giờ cho em KOL nữ nha. KOL nữ okay. nhà mình nha. Ok, bây giờ nhà mình đây. Còn ai vô đây nữa? Bây giờ là Ngọc Thanh Tâm. Em nữ hả? Không có bé. Nửa nữ thôi nha. Nửa cái hồng là nửa nữ thôi. Nào Tâm. Tâm Linh Linh. Toán trúng cái rồi nhận quà liền, lấy Tâm Linh. Vũ trụ về. Nhiêu? 300.
357 trong tuần luôn. Dạ nói chung là có phải là chỉ cần mà hả? Gần dạ. Cái con số dạ. Gần con số này là gần chiến thắng. Nhưng mà bây giờ em nói khoảng được không? Tự khoảng. Nhiên là mình nhìn lọt ở giữa là được. Một con số thôi. Không mẹ ơi. Không, anh không cho đâu. Dạ. Em nghĩ là giá là em mạnh dạn dự đoán là 359.000. 359.000. 349. 369. 399. Bây giờ cho Lê Thúy cái nữa. Dạ, cho Lê Thúy cái nữa. Bởi vì theo như chị biết là chưa ai được tặng cây son hết. Ủa chị sao nhà giếm chị em giá nhiêu rồi nên sao đúng? Trả lời đi em, bao nhiêu, ba bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? 379. 379, rồi ok, chốt đơn. Chị ơi, bây giờ là chị có chủ nhân một người một thắng thôi. Vậy đây. Là người nào, một là gần nhất đúng không? Chỉ cần gần nhất thôi là sẽ thắng. Gần. Gần nhất. Khoan chị ạ, trước khi mà chúng ta công bố kết quả này thì Minh Sự xin được thông báo với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream, chúng ta cũng có thể dự đoán giá luôn và cũng sẽ có quà cho các bạn trên livestream luôn. Các bạn hãy comment cái giá mà các bạn nghĩ là chính xác nhất với một thỏi son với bộ sưu tập mới là lớp MI by Thùy Tiên này quý vị nhé. Một thỏi giá nhiêu, comment phía dưới giùm em, cho 1 phút nữa để mọi người tham gia chơi. Okay. Ok, mọi người cứ tham gia, còn đây thì Hà sẽ nói là cảm ơn tất cả những dự đoán của mọi người cao hơn dự định của thỏi son này. Wow. Vậy là rất là phải chăng nha quý vị. Rất là phải chăng với chương trình. Nhưng mà chị Hà ơi, chị Hà có đáp án đúng. Có đáp án đúng. Có đáp án đúng trong 5 người ở đây. Vậy là chị sai nha. Không sao cả, đẹp có quyền cầm cái túi là ngon lành rồi. Rồi bây giờ tất cả quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình LED để theo dõi giá bán lẻ của một thỏi son bộ sưu tập mới lớp MI by Thùy Tiên có giá là 359.000. Chúc mừng Ngọc Thanh Tân. Bé bất ngờ, bé ngạc nhiên lắm. Trời ơi, hạnh phúc cầu dân chưa? Vô giữa. Nước lại rơi vào chỗ trũng. Một trong những người đẹp nhiều son nhất Việt Nam. Chắc là nhờ Tiên sẽ trao cho Tâm cái món quà này nha. Không, cái này giữ lại. Cái này lát người khác em ơi. Một cái son. Một tràng hôm nay chúc mừng cho Ngọc Thanh Tâm. Tâm ơi, nếu chị mà là em, chị sẽ đi vòng vòng chị tặng ai đó? Chị, nếu mà em mà là chị Tâm em tặng lại ngược lại cho người tặng nè. Bé ơi, cho xin nói vài câu là thực ra nãy giờ không có dám đứng cạnh chị Hà với lại Tiên đâu. Mà Tiên tặng Tiên cứ đây chị Tâm lấy đi Tâm ơi. Sợ đó. Nhưng mà như lắm. Nhưng mà Tâm à, như chị đã nói, mỗi phụ nữ là một bông hoa. Em hãy nhận bông hoa này vì em cũng rất là xinh đẹp và tỏa sáng theo cách riêng của em. Cảm ơn chị Hà. Em muốn nói gì với em không ơi, cái dòng bộ sưu tập mới này không? Gửi lên chút gì không? Dạ thực ra là lúc nãy chị Hà có nói em là nhiều son nhất Việt Nam. Nên là thực ra là chỉ từ khi Ebonite có mặt tại Việt Nam thôi. Còn trước đó dạ, còn trước đó thì em cũng bình thường kiểu xài đủ thôi. Nhưng mà từ ngày khi có Ebonite thì em thấy là bộ sưu tập này phải mua hết. Mua full 6 cây. Hoặc là ví dụ như đợt này là mua full 6 cây. Có những đợt 12 cây hay sau đó là em cũng phải mua hết. Không trừ cây nào. Cảm ơn Tâm nhiều, cảm ơn Tâm rất nhiều. Dạ, Tâm được cái rất là tâm lý nữa chị. Không phải mua một mà là phải mua rất là nhiều bộ rồi tặng cho bạn bè xung quanh nữa chị. Ý là sao ạ? Em vừa tâm lý mà em vừa mua có tâm nữa. Đó, mua có tâm mà tặng quà cũng có tâm. Tuyệt vời như vậy, một tràng hỗ tay cho Ngọc Thanh Tâm quý vị. Cảm ơn Tâm. Cảm ơn món quà này quen mua ai ạ? Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn anh Sụ. Hên quá vậy ta, trúng bóc vậy ta, vội tâm linh nè. Rồi quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự đoán là sẽ lựa ra người dự đoán chính xác và nhanh nhất. Và ekip của chúng tôi sẽ trao thưởng cho tất cả các bạn. Và xin thông báo là Thùy Tiên đang nhảy số mà chưa ra nha mọi người, có ai giúp à? Ok, chị Hà chỉ định đi hoặc là Tiên chọn đi. Một bạn coi như là cầm hình của Thùy Tiên vẫy nãy giờ luôn. Đây, bạn đeo ba lô màu xanh dương. Đâu à? Đấy, bạn đeo ba lô màu xanh dương. Dáng đoán chúng nhá, được tặng nguyên hộp quà nè. Ok, anh có mặt ở đây với em, tự tin mạnh dạn lên, 1 triệu mấy? Dạ, theo em đoán là 1.339.000. 1.339.000, đúng không ạ? Rồi, có hình chị Tiên nha, ở đây là chắc là ủng hộ cho em. Ai nữa chị Hà?
Đâu đó luôn nha. Hồi bây giờ nữ đi, nữ đi. Nữ đi. À cho à, em cho chị nè. Mời chị nha. Bây giờ dự đoán chị gái nha em. Tí nữa mà đúng là chốt đơn giùm em liền nha. Ai nữa không chị Hà ơi, cho thêm một thành viên nữa không? Rồi, một bé phô mai que nha, rất là dễ thương. 1 triệu 59 1 triệu 039, bên kia 1 triệu 099. Và có người dự đoán là 1 triệu không trăm mấy nhờ? 1 triệu 399 đúng không? Rồi. đàn ông đoán. Mời đàn ông, ca sĩ Khải Đăng quý vị. Ok, dự đoán nhiều. 1 triệu 050 ạ. 1 triệu 050. Bé không thích số 9. Ừ, rồi cũng được. Sao à, bây giờ em thử thách chị Hà luôn, em đố chị đoán được. Mời chị Hà dự đoán luôn. Cái này chị cũng bó tay thì... Hồi nãy Tiên đoán, giờ tới chị đoán đi. Lớp toán là đẳng cấp nhất đó. Em đoán sai thì không sao, nhưng mà chị đoán sai thì kỳ lắm nha. À, để cho mọi người thấy là chị làm tất cả những sản phẩm này không phải vì tiền. Chị làm vì mọi người. Tuyệt vời. Và những cái sự bí mật này hôm nay mới được bật mí thôi. Rồi. Đâu, lên giá giùm em. Và đó chính là 1 triệu 077 ngàn. Ai trúng à? Ai trúng? 1 triệu 039. 1 triệu 099. Vậy lên 1 triệu 099. Đúng rồi, gần hơn 1 triệu 0. Đúng rồi, 1 triệu 099. Chúc mừng em gái hình chị Thùy Tiên đã ủng hộ cho em. Rồi vô, cho em một món quà lên sân khấu luôn ạ. Tình hình là Khải Đăng 1059, nhưng mà Khải Đăng nói là để tặng lại cho bạn nữ đi. Dễ thương, rất là ngon lành. Một tràng pháo tay cho Khải Đăng. Cảm ơn Đăng. Cảm ơn Khải Đăng sẽ được món quà gửi đến bạn nhé. Chúc mừng bạn. Chứ okay. Tự dưng KOL đi lấy hết sản phẩm tặng. Tùy em. Kỳ. Dạ, xin mời hai chị em ra giữa sân khấu. Là coi livestream là vậy đó. Dạ. Vừa được chụp hình, vừa được ôm hôn này. 2, 3, ôm hôn. Yeah, chúc mừng em. Ra giữa sân khấu nào. Trời ơi, bé vẫn còn sợ đó, ngơ ngác quý vị. Cười lên em, ừ. Anh thấy mà sau cái lớp đó anh thấy em cười tươi lắm, tuyệt vời lắm, đúng. Cái đôi mắt biết cười em ạ. À. Tuyệt vời. Ok, cảm ơn em. Nhớ okay. Tay, chúc mừng. Thứ nhất là... Bé nó ôm xong nó xỉu. Xin được chúc mừng tất cả các bạn khán giả tại đây. Cũng...